À, xin chào các bạn đến với kênh của Cương Hải Phòng. À, nay Cương Hải Phòng dẫn anh em đi xem vườn bông. Đây anh em, bông thì nó đủ các loại nhá. Đấy, vàng bê rồi là vàng hổ. Đấy, vàng chanh, vàng tai vuông, nói chung nó đủ các loại anh em nhé. Đấy, cái này cái loại hàng mẫu Cương Hải Phòng nhổ về đây. Tất cả ở đây anh em biết sao, nó chỉ có cái giá gọi là giá bây giờ nó rơi khoảng 25-30 với những cái loại đỏ này, còn vàng hổ, vàng bê đều vàng chanh, nó tùy theo. Như thằng vàng tay vuông, à thằng đỏ tay vuông ấy, đỏ mới đấy anh em, nó là đắt nhất, giờ khoảng 40, 50 cũng có. Đấy. À, anh em thấy không? Cái cây bông ấy nó càng dài anh em ạ, cây bông càng dài, cần càng dài thì nó càng có giá, miền Bắc ta ưa vậy, còn miền Trung người ta thích nhiều màu. À. Đấy. À, trong những khu miền Nam mà Tiền Giang giết cái này nó lại đủ đấy, nó lại thích cái bông không cần dài lắm rồi. Nói chung mỗi người Hà Nội ngoài Bắc ấy, là nó thích cần dài. Đấy. Thích nhất là anh em tính toán đầu tư mua sớm thì rẻ, mua tại vườn thì càng rẻ, tránh qua cò mồi thì nó đắt vậy thôi. Bình thường cái bông của mình đây anh em nhìn thấy không? Đây nha, tay tôi đây. Đây, đấy. Nó rơi khoảng như này là cái bình bông của mình nó ok này. Rơi khoảng 50 phân, còn loại trưng cao thì mình dùng bình cao. Tùy theo anh em nhé. Đấy, nó như vậy thôi. Đấy, nói chung vườn bông thì như mấy xào thôi, không có nhiều. Anh em tính toán làm ăn đi cái giá cho nó hợp lý rồi. Xin chào các bạn anh em những clip sau.